trời tại tụi bàn nữ chục chay cực phía là cách tặng ở hai giờ lệ đàn nông xâm năng mình thêm từ lưu xâm năng bởi dương mùi tiên đó cứ rộng mùi bảy đàm bạc rộng mùi hốc rộng mùi hai bó xâm năng đại chỉ cưng bóng bón ở dương mưa tới khuyên chốt bình chăng thư ở nhà xe mưa mà dương mê đất đầm này cần tài khăn đưa nó cực bọc khí dụ bạc chẳng dương minh và thà để xây những khu ta hai ta vậy để dương cô thưa và thèm tiện nếu cứ dương trai gỡ không anh lấy một mũi bảy đám hay năng liệt sinh nghiệp bằng việc bỏ khiêu nên ngày sai nằm bây giờ chú kỳ ta để xây những căn tầm miền nằm nạch mê đất thi nè phong mưa mó cứ miền ca nhập nhái nâng khai tầm nạch bởi dương tầm đoàn bạn chẳng ngờ xong tạm đang dần đập đi tỏ tử năm lâu xem ra bóng phố đã cả năm lâu thiết đấy bông mà nụ bọc để xây ngay nít khu tỏ đại lúc này đang miên liệp đòi ca pra xâm đầy vô hà sạp thuộc bây chị bà này dây đầy ở bây cả đói còn miên ca con trô phí nạc đặt tay đài bà thằng nhịt đá chẳng dương ai tự chạy chơi xây dần đằng con kê rồi có dương tự đạp biệt vừa ca rồi có dương trong tự tinh rồi bỏ nà môi bì đặt tay cứ dương ai tự bàn bà thằng ngày nít cứ thay đi xây dương của lọ nà chẳng tự bây chia dương đi dây dân ná có kê vô prốp nông con trô dương nông bì đài dương đi dây đằng đài bạn hay trong này càng nghe vinh bà dương mình phải sẽ cả cám rơi tư bằng mình càng nghe nốt tốt bây chìa cả thua đầm nào nâng chất ngay cái đây tay tâm nhiên sự vật tập hiếp nâng lọ và xài tại dương nhận ná cơ cua ta phải giặt đài tốt bây tạm phải tất lệ cụ nâng nhận ná cơ cua miên ca phòng phải giặt ở bản tên bạn tốt bây xâm năng miên cả đói tại bây dương thuê ca thuê bà hết cứ viên mình lọ xâm rạp cả thua đầm nào bà dương tì chúng này một đợt bò đầu xí chuyển đầu bệnh và trên nhà phải có một đợt bò đầu xí miền ca lụt loa từ một chiều lầm đạp bạn chẳng dừng đầu xí ngày nắng cả cỏ bay còn tạm kỳ hai tuần nào tuần này ấy dừng không phải đầu xí thì tới buổi ngày thành lõa bảo dừng mà sau này ngày nào mình sẽ lõa chăm dừng ở ngày trên đầm nào từ rồi xây tên chúng này bằng hà sinh hà cú sinh chúc tại ca đi dễ được nghĩa từ vĩnh từ mô và nằm lâu ngày nấy cứ miền liệp miền chơi sẽ đầy xuống đấy prom trang tập biệt bia này ha cú và mây phải dí miền sẽ phải một cột và ngày nấy cứ thay dừng ai vừa sắp xa được vừa từng ngõ cứ từ tụ bàn chụp chơi xem đạp nhẹ đại ca nằm lâu bà chị trong cơ này có xong sẽ tập hồ cháy sẽ đầy xuống đây cháy dưới mạng cổ đỏ bóng phôn bà sẽ đại cát đời chân nằm lâu để xây cục nực nông về lìa ở cả phía ní cùng phích xe video bọc nhóm bát hay đã lấy bằng môi bây đám hay đang ở trời liệu xâm lý bằng bẹp bọc hiệu này thằng ngày sẽ đầm bầy bình bằng hai như có bình chân như đầm này đọc bọc luôn bằng thay em phi xâm nàng bọc dương mà tròn tiệt bàn chẳng ngờ xong cũng phải thua ta mà vậy được nhóm bạn bà đạp hành được tụ bạn chụp cháy cực phê được cách tăng ọ bình tập bằng bì giờ chẳng nằm lâu người tới cứ dương cho tự đó chẳng nằm khá bằng tỏ tiệt bạn bà chẳng nằm khá rồi xây nơi thằng ngày sẽ ní cứ mình lọ tế bạc sẽ rất cho dạng khăn tay mà đòn tại công bà đồng ấy chứ môi nâng ca rồi xây sẽ rất cho ní cứ dương miền lê xâm nàng nằm bò xâm nàng nằm bậy chỉ ca lược xí tuổi được gọi dịch dương nơi rồi xây được bởi chương ai làng mốc thoa mà đà vậy bạn chẳng xâm rạp nhạc đại ca chẳng nằm khá rồi xây nơi thằng ngày sẽ ní sẽ rất cho xong khả mạnh lê bằng bà cài pram bạn bà rồi cài pram chứ môi nâng ca sẽ liệt xâm liệt bằng bẹp bò xó nằm bậy cắt chống lược rồi xây ở cửa tập lọc một chiếc liệp bệnh bạn chẳng muốn nâng lực nạ từ tì than nền ní rư cỡ từ dây sạch cái đại khan mình bàn được ngày dạy ní xong công phích khẩm mạnh lấy bông bờ cài bám chìm môi nâng ca sẽ xâm liệp bông bẹp bò xó hay chăm chanh đầm nạ từ tì than nền ní đại lục nạ chẳng tới đâm bay bóng vai cửa một chiếc liệp bệnh bạn chẳng xong rung chăm sẵn đập đôi tỏ tử năm khá xâm rạp bóng phôn đại các năm khá phùng thiết chơ phùng dạng sầy đi xe thằng này sợ cho dạng khăn cả rồi nơi bà chạm thằng ấy tiền bà đọc tiền sợ trầy nhạc cũng thừa với đòi cả nước khởi bạn nhân thời mưa tàn sản thành cao bị phô thả riêng hai cả lắng đã chạy đòn chấm phô nhạc đặt tới trên xã mới đỏ chúng chụp phun nét đàn ông chụp hàng đi con tập hàng cái này mình dùng để dễ để thuê cả vài môi từ lề kế dùng cô ta bây giờ bây giờ anh mình ta chụp phun cái càng nghĩa càng bắt cọp càng nghĩa cứ miền cả sắt mình đồ khẳng nặng ba sầm bồ ta mình đồ đại ở sầm mình đồ ta sầm bồ ta mình đồ cọp đại tam chấp cầm hồn bao dương
Các phơi chúng mình chuyển đổi bởi công bộ đồ xí bên này mình cao hồ chân cho mình tính tốt tế. Nên chẳng đã đọc nếu của ta công bộ tuân thông chẳng bị ấy. Công dục lưu từ liên lập bánh xí xong rồi có tập nọ lợi chẳng vì anh mình bánh hà đọc luôn. Bánh hà sẽ hạ bộ xe ngày này mình sẽ chia tốt khó đôi xong với đoàn chẳng bạn. Mình bánh hà ấy tế kì mình thiệp em là em sẽ đồng một thông bản đá tế. Chẳng bài ta cho năm khá được trong ngày này sắp chốt. Ta ở cả nghĩa miền phiếp mà rực cầm được có rực có là lũ mình tích ta sẽ này há. Và bất tế dân luôn mình miền ấy tốt khó tế. Bà chị chông kỳ đi kỳ xông chung bố nữ đại ca cho năm khá tặng ở hỏi chụp tình năng sẽ đầy sốc sẽ đầy trầm rán cổ bài mộc chỉ liếp. Tự tu bàn nữ liếp xâm nàng nâng sẽ đầy bóng bất thân à vầy vầy bàn xâm rạch đôi sẽ đầy bất thân à. Xung cầm phích xe video này mối đã lấy bóng bóng cài sập rám. Hai sẽ liếp xâm liếp bóng bẹp bó xó môn nâng chanh đầm ná tự tì thân liền địa bạc. Bệnh chóp đôi cho năm khá ní dương nữ dây dòng bì cho năm thọ vinh bạc. Chẳng là bất tâm chân nằm khai tới xung bóng phở đồng chán xin đạp lịch chân nằm thoát chia bằng to từ tiền. Bà xin đạp bóng phố đại ca nơi chân nằm thoát để xây nửa thằng ngày xa ní cứ mình lãng hay còn mình chỗ đáng cứ mặt chung bàn để xây mặt chung. Chẳng bằng thay mầm phí để xây mặt chung rồi bỏ bóng phố tức cứ mình lấy xâm nắng rồi bỏ bóng phố cứ bây rối cây sắp rằm buồn bàn hay bỏ xâm nắng. Đại thư ở dưỡng miền tích chế hầm này là thi khăn khá nó cứ bỏ lương. Bạn chẳng xong bóng phôn đại ca đời cho năm thơ nơi thang ngày xảy ní xong khẩm mân lê bày rôi cây sắp rầm buồn. Hai xong liệp bóng phẹt đời dưỡng xong liệp bẹn nơi thang ngày xảy cứ bỏ lương. Đâm bây chỉ bỏ hồng suối cây prai bì mà xung tới chế lọ khăn. Bạn đâm bây chui lược để xây rồi bỏ dưỡng nơi bây đời dưỡng thư đầm nà tới trò cha cách ca vầy muối. Đâm bây chia tùm ninh tinh lúa rồi có tới lụa đầy lô rồi có tới trò cha công tra bầy muối cứ dương tới pra bỏ lương bà đâm bây tình dây cho mỗi kế bằng cá để xây rồi bỏ dưỡng ở bàn rất là lọ thèm tiệt chân xâm bông phôn đông trăm sẵn đạp đôi ta tới bàn bạn chân năm thó xâm đạp bông phôn đặc cả chân năm thó nâng nông thằng ngày này chân năm thó thiệt chớ bông mà nụ xây để xây thằng ngày này cứ lọ mà chung. Mà trong này cả đồn nơi sắp tháng ngày này trong buộc tháng ngày này đã lúc nãy tôi đã chọn chăm thà. Miền mộc hai tôi đã miền tập lập tờ vệnh hơi có tập lập mộc vệnh tiệt. Đời nít khinh thà vầy vầy mình tiền tọt. Hạ nít bằng miền bánh hà riêng ráo tôi đã tỏ sự ổn thông mốt tư vị ca lọ bằng phần. Chúng mình thà miền riêng ráo vầy cả đời lọ cỏ yên ná. Cô ta chạy ổn thông mốt nâng càng nghĩa được có thăm một thăm co sừng cất chặt bên tay trái thằng ngày này anh đang miền bảy hà bớt sân là chỉ riêng thuê cả vài mối đòi một bàn bị trả nợ ca nghe bị chăm thằng ngày như thằng ngày này ca bật cọp ca nghĩa cho bật giật bật thằng cây sầm đầy cho mối nâng cầm mình nô đền được bài khuôn chắc mình riêng đi về đấy được co thuê vài mối của ta bật giật bây giờ mình tên chụp được bài khuôn cái anh đang vô sầm đầy riêng từ bàn đập xe được co anh đang thuê miền bảy hà đặt luôn riêng cả thuê chấm nương chuyển đốt rồi có bỏ đốt gì lúc nãy chụp riêng khoảng khoảng tràn pro tài càng nghe chuyển đốt thì chất ngay mà sẽ xong rồi có tràn đằng cuối ngáp được đỡ đằng hàm chào tràn chiền cả thuê đầm nào thì chất ngay cho bây giờ còn một lúc biết biên gì gì đã bật cả nà môi trong này bánh hát này hát rồi sấy men cá prai pro phá phá đồ pro chuôn phá em là hàm chuôn bẹ mục nhận đặc nì bà sẽ cảm thấy bằng phần dưỡng dù bị đầm này chưa bật được bao nhiêu được trong tháng ngày này chẳng cố ta bị chặt bây giờ như mình tên chẳng phụ nạc đại ca chẳng thó chị chồng cao ní khi nhập bát xong sẽ tập bộ chơi sẽ đầy xuống đây chơi dưới mạng cố đo bóng phá ôn bó sợi đại ca đời chẳng thó để xây mật xôm ní xong xe nơi bình ổn này muối đã lấy bày rồi cây xe bầm buồn và đầm bày chơi lấy hồng suối dịch dương nơi để xây được bởi dương ở căn tên lọ bà xa chia ngọc vầy đại dương bàn chuộc bàn chẳng mật xôm ai nâng tới chơi lọ và hay mà giàn tiết complex liệu bẹ đầu bậc thầy sai ní cứ bỏ lưỡng nằm bay từ sầm rạch kịch cá cho cha đi về đấy từ lừa đường rào vây mối nằm bàn sầm rạch đô xích đầy bật nà hay bận tập ông bị nằm thọ này tới dương bận to từ nằm ruộng bận thèm thiệt bạn sống ở con tràn bạn sầm rạch bằng phôn đại ca nằm ruộng được thầy sai ní để xây lăng cúp tra đại tam đoàn bạn
ประกอบการเงียบไว้ไว้คือบ้านสำหรับดูจะกระได้พัฒนาแต่มนต์ดังเพื่อไว้มวยยังแต่งแต่มินเลยสำนักนำปอสำนักดำใบจะเลยช่องซุยปอมินอำนาจติดเจ็บบารมีเกมเบอร์มาคลับคลาจะจราบานจังเลยสำนักระบบบังพอนในการเดินนำมรุ่งทั้งไอ้สายนี้เลยใส่ขบวนคือเลยใบรอยมาเผยมวยบานเล็ดใบโดยมาเผยมุ้ยให้ปอได้นอมสำนางบันทามจนนี่คือปอใบตองตักพระที่กับปอเรืองบาดใบปอนั้นบางพลอาชีพเปียมวยนากับบานได้บาดคือกิมเบอร์มอมเมียดำนายแต่เจ้าชนะอ๋อเมียสเตอร์ต่างปวงต่างหลายประกอบการเงียบไว้บานสำไรโดยได้พัฒนาหาได้จากการดันนานดันโนตันตะไคร้ระอิงจัดนั่งยูสลับจะตามกำหนดดอกบอกลวนบาดสมรจันสันดับโดยต่อเตยชนะรวมมนุษย์โปรสไรนาได้การชนำรุ่งเทียดเมียปงเตบดาปรองทั้งไงนี้ดวงจิตใจได้ใส่หลังกระปุกตระดาแต่มาดองทั้งไงนี้บาจูพอลบิบาเอาไว้คือแตงจะเป็นกรมมนุษย์โจลหมกตรุษไตรจังอลบางแห่งเพลย์ไอ้ดาจีเวียงไอ้พอดปีเพียบลำบากแตงปวงได้บาดการเงินรอทั้งไงการรู้นรอทั้งไงบัสนาเจียขนมทั้งไงนั่งน่ะต้องออกนี้ได้การนำมาดูนั่งจุปัญหาไว้กระดอยแต่ยังน่ะพุ่มพองระบองจมูกหรือก็บันดัดกับใบหน้ามวยอาจนั่งช่วยรุมเลยตุกหรือก็จังอลบางแห่งตัวตรายเพลย์ดำใบอ้อยบองพอนลุกเนี่ยนั่งดอกใส่บานดอกสู้มันมีปัญหาไว้ทำดำเตะจำได้การเงียการประกอบการเงียลูกเนี่ยมันเป็นเอาไว้โจรมกเรียงบัดบางเลยมาละหายมีนเพียบระลุนละอ่อเติมมกจินได้บ้านอาจนั่งตะกายเลือกดำนายนี่ก็อาจนั่งมีนเพียบได้จำร้านหลังประคายหลังไอ้จังเตยการเงียระหัดในทุนลงไทยนี้นะการทุ่มจำนวนจุนโดจุปุ่นนับประกอบมกระบอดอกซีจุนโดเป็นนี้เปรียบโดยเจียเพียงทะเลมวยเมย์บ้านในขายกระไดในจังเย็นนะเพียงแค่ไม่เมในแขกได้บันทึกในเป็ดได้กระปงแต่ยังสงวนเพียงแค่ไม่เมมาคือสามโรคจิตหลุดล้อดำดอกบานจราอันพกพอลโฮโจลนั่งไงประตูแต่อายกำจัดรอดอปตรบจังไรต่างปวงเอาวินเนสจีอาฮาวสกามบ้านจังหล่อมันเต้นสมัยขนมทั้งนั่งเนี่ยได้กระจำรุ่งให้ลูกเนี่ยอายประกอบมุกระบอเป็นได้ปิงจึงลางวิญบันทีดบาดการเงินได้ยืมกุมรวงธาดังทื่อหรือก็ยืมทื่อหายตามมันตอนหายยังอาจทื่อวิ่งจับแต่คำไทยนั่งปัญหาสนาหาสัมปันสนาหากำลังกระบอกบ่าวหลุดหน้าปมต้นเมียนกูกรอบอาจเมียนดำนังลิลือหรือมันโดยชนะยังหายนะก็เมียนกรมมนุษย์จับอารมณ์ผ่องได้ในเช่นสำหรับเนี่ยได้มันตอนเมียนกูคืออาจดังดำนังทำเมียนเกจังใจใจหรือก็ยังติดใจดังเก๊กหายใจเกมันตอนเอาอยู่บอลวิ่งก็ยังอันมีดำดังแทงล้อสำหรับยังไอโจตั้งมาดองติดในจังใจอันนั้นสำหรับแต่อัดมีนกู้แต่บรรยากาศมีนกู้นั่งก็มีนเพียบเหล่าละเอิญมีนอารมณ์สลายจมวยนั่งกู้สวามิพระเยียดังนี่จะสำหรับเนี่ยได้กระชับรุ่งบาดที่จงกรานี้ก็สมประสาทโปใจใส่สุดใส่ใจยังแมงโกลดอกบองโพนในการชนะมรุ่งในทั้งไงแสนนี้เลยใส่ขบวนตรดได้ประกอบการเงียบวิวัยบาลสำหรับโดยเสกได้พัฒนาคอมพลีทเซียวิดีโอในมวยดัดเล็กใบร้อยมาเผยมวยนั่งเสียเปียปอใบตองตักพระนั่งปอเลี้ยงดำใบจีจูกิจารใส่นอมเงยเฮงบาดนอมเงยเฮงอาการแต่มีน้ำหนักจะเจ็บบาดไม่ชนะอ๋อเมสเตอร์ต่างหลายต่างปวงในขนมไทยสานิบาทสมอคุณสมจุมเดบลีบาทสำหรับองค์พระองค์ได้การในชนะมาสร้างในไทยสานี้คือริษัยมันล้างมันจอนุตีบาทแต่กำบารมไอจะมวยนางการเงียประจำไทยคือประตูระลุนโดยสมัยดังจังบรรทายมันปีริษัยมัตชนมิดาคือยังมีเลยสำนางคือเลยบนโดยดับปีได้เฉลยวัตถุเอาดีไซน์ระบบบังโอนมาชุ่มเตจีละอบาทไฮนังปอได้จีปอนนอมสำนางปอเมริทีเตจีชนะอ๋อเมสเตอร์ต่างหลายจังพวงคือปอกระหอมบาทจังสมบังโอนได้การในชนะมาสร้างในทั้งไงสายนี้สมคำบรรเลงบุญโดยดับปีให้เปรียบหลังมันนังจังดำนาเตตีแทนเดียนเดียตะใจจัดการยาใบเซ็งสมบังโอนปลาสำเร็จบำเพ็ญปอกระหอมบาทปลาไอ้กับบ้านเขากับบ้านไอ้แต่จดอ้อยังปลาไอ้แต่บ้านไอ้ปอกระห้องให้เขาสมปุตไอ้นึงปอไอ้กับบ้านไอ้แต่สำคัญแต่บ้านกระห้องไอ้จังเต
បាទមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅទីឋានលានៀននឹងគឺយើងមានលេខសំណាងផងយើងមានអាយតេជះផងបាទយើងហៅថាអាយតេជះអាយនាំសំណាងធ្វើឲ្យគេមើលមកយើងនឹងមានរទ្ធីអំណាចចេស្ដាខ្លាំងក្លាមានសម្លេងដោយរាជសីនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋានលានៀទៅកាន់អ្នកផងដែលជាដៃគូសហការឬកងត្រាអ្វីមួយនោះគឺគេតែងតែខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្ដារបស់យើងគេនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមសំណុំពររបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំម្សាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរសេរថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការធ្វើដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវមិនសូវជាល្អប្រហែលទេមានបញ្ហាច្រើនចូលមកយីនាំជួបស្ថានភាពលំបាកបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគឺពិបាកតែម្ដងចំពោះការងារវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះបញ្ហាការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពភ្លឺថ្លាហើយធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនក្រនគប់បំណងត្រឡប់មកវិញបាទក្រនបាទបន្តិចចំពោះការងារការធ្វើចំនួនជួញដូរថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវតែក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យឆ្លងផុតកុំឲ្យឆ្លងផុតដោយអត់ប្រយោជន៍បាទយើងអាចប្រកបមុខរបរថ្មីថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងលក់ដូរក៏កាន់តែប្រសើរបើសិនជាក្នុងថ្ងៃនេះទីតាំងចាស់លក់មិនសូវបានយើងអាចផ្លាស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មីបាននេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ពីចំណាយបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាយូរហើយជាឱកាសល្អបំផុតក្នុងការនិយាយគ្នាអំពីគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចមានសិទ្ធិមានអំណាចឬក៏យើងមានឥទ្ធិពលដើម្បីទៅនិយាយគេទន់ចិត្តឬក៏គេព្រមលើកកូនឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់បរិសុទ្ធហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគូអ្នកដែលអត់គូសម្រាប់អ្នកដែលមានគូហើយគឺមានភាពលោកល្អើនជាមួយគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីមិថុនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះក៏សូមស៊ែរនៅវីដេអូនេះមួយហើយដាក់លេខ412បាទជាលេខនាំសំណាងហើយមិនចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីកងត្រាឬធ្វើអ្វីមួយសូមពាក់ខោអាវពណ៌ក្រហមបាទសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាអាយតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបន្ថែមពីលើកពីរាសីរបស់យើងមធ្យមទៅជាល្អធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ដៃគូឬក៏ភាគីម្ខាងទៀតនោះមើលមកយើងមានរទ្ធីអំណាចតិចចេះឈ្នះអស់មានសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមគេស្ដាប់ធ្វើតាមយើងដែរសូមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បងប្អូនដែលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមបាទមិនឡើងហើយក៏មិនចុះគឺរាសីមធ្យមបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះទីគឺយើងមានលេខនាំសំណាងជាលេខងៅហេងជាមួយនឹងអាយដេចជាដែលយើងពាក់ទៅតាមពណ៌ដែលបរណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីលើកពីមធ្យមទៅជាល្អបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ369បាទលេខ369មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីសូមបងប្អូនពាក់នៅអាវពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំបាទបងប្អូនស្គាល់ណាពណ៌កូគីឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងបើថាអត់ស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំវាមិនទៅមើលផ្លែស្លាដូចទុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ369គឺជាលេខនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខបន្ថែមនៅសំណាងរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អបូករួមជាមួយនឹងអាដេជាពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដែលយើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីៗប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូនដែលអ្នកផងមើលមកយើងនឹងគឺមានឫទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យក្រៃបាទនិយាយស្ដីទៅកាន់គេគឺមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះអ្នកផងជាដៃគូឬក៏ដៃគូសហការរកស៊ីនឹងគឺតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមជ្ឈុំការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដំណើរការចាក់ចែងពីក្រៅផ្ទះលោកអ្នកបើមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដតីមិនគួរក៏បីយកកំហឹងទល់កំហល់ឡើយពីព្រោះបើបំនោះនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីការធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅទីខាងក្រៅឬក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក
ក៏មិនគួរក៏បីនឹងមានចំនួនប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកចិត្តខាងឬអ្នកដតីឡើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងរិស័យយើងមជ្ឈមតែវាមិនល្អទេបើសិនណាជាយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីអាចនឹងខាតប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងល្អជាងចំពោះកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនក៏បីមានការលុបដុននោះទេបើពុំដូច្នោះប្រកាសជាជួបផលលំបាកអ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពុំខានអញ្ចឹងយើងកុំលុបដុនខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបដុនឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដតីការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញក្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកំរៃជាជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលុកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកតែកយោបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅការពារឬក៏មើលថែទីទៅណាចំពោះអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអមីបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំអមីថ្ងៃស្អាតរាសីមត្យមនេះសូមកុំភ្លេចស៊ែរនៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អាតនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាយតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមត្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផងឬក៏ភិក្ខីដៃគូនឹងមើលមកយើងមានរទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកណ្ដាណានៅនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅលើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេចแชร์វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេបាទគឺរិស័យស្រុតចុះតែម្ដងតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកមានរិស័យស្រុតចុះនេះគឺយើងមានលេខសំណាងនឹងអាយតេជះដើម្បីកែប្រែវាសនារបស់បងប្អូនពីគ្រោះមកជាលាបានអញ្ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលេខ83ដើមបាទ83ដើមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែមានរិស័យស្រុតចុះនេះសូមខមមិនលេខ83ដើមហើយแชร์វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ83ដើមបាទបន្តមកនៅពេលដែលបងប្អូនចោះចេញយត្រាទៅធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការឬក៏នាយកកងត្រាចោះចារទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបាទដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនៅបរាណាចារលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាបិញបាទកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាបវិញអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏ទៅកន្លែងណាផ្សេងសូមប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សហើយខមមិនលេខ888បាទសូមរងចាំសម្រាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមែសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែរសីថ្ងៃនេះមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេឆ្នាំមមែធាតមាសពងទេវតាស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះរិស័យសិតចុះហើយបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នមែនតែនដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អទេម្ល៉េះហើយបើអាចកុំប្រើពាក្យសម្ដីឬក៏ទំនាស់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនក៏បីមានការអត់ធ្មត់ធ្វើចិត្តឲ្យតលាយទើបជាការប្រសើរបើមិនចឹងទេនឹងមានបញ្ហានាំទុកដាក់ខ្លួនហើយបាទក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមានការប្រែប្រួលទាំងខាងអារម្មណ៍និងការងារហើយពិសេសនោះរាល់ការធ្វើអ្វីមួយតែងតែជួបឧបសគ្គមករារាំងពុំឲ្យបានសុខកាយសប្បាយចិត្តប្រមាណទេគឺតែងតែមានណាត់នេះណាត់នោះឬក៏ការងារធ្វើទៅវាស្មុគស្មាញអារម្មណ៍មិនល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគួរកុំធ្វើកាយកណ្ដឹងដែលស្រុតចុះហើយនៅផ្ទះនៅអីលេងជាមួយកូនឬក៏ទៅញ៉ាំអីលេងដើម្បីបន្សុទ្ធទុកទៅឬទៅវាស្រែមកតលេអីទៅបាទសម្រាប់អ្នកដែលស្មុគស្មាញខ្លាំងណាបើសិនជាអាចការធ្វើចំនួនជួញដូរបាទចំនួនតូចធំនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះស្ថានភាពលំបាកច្រើនអ្នកខ្លះស្ទើរតែរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនគ្រប់ផងចាំមិនថានៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃហ្នឹង
dương tên là cầm cạn này vì cướp trọ muốn hà thì xây lại chỗ nắng mùa mai tập của mò nắng người của bạn à chẳng dừng ai từ đập liền liền như được thua với cái đây ở tập bài tay có mai đồng khan đã đặt tay được có dương mình cạn thằng khác cho mình đặt tay bánh hà sơn hà cầm lọc cầm mồm nơi này ở sân khấm đâu xa mình đã bấm sâu vô cho tục đặt mùi khi nhau màn tí bà ta đồm sợi bán bục sợi rết chấm nô khóa khát của bức trọ chỉ vật ruột nơi đôi chìa màn sợi lọ và xá sơn hà cầm sâu rồi luôn đấy bà hình chẳng dương của ta bị chặt bởi dài màn tên xâm đạp nhạc đặc cách nằm bằng mì khăn hôn ngày này bà ôch nằm bằng mê bạch nằm mê cho lo mà chết ráy bà chị chong cơ này cơ xong bà sát tế bố cháy dưới đây xuất đây cháy dưới mạng cổ đọc bóng phôn bà sát đặc cạn được chân nằm ở mẹ miền rơi xây mạng lọ nơi tháng ngày ní xong xe video ní đã lệ bàm bày rồi bàm sắp bàm bấy hay nâng môn nâng chanh đầm nà tư tì thàn nê nê tình đô lụa chanh công tra rưu cò nê dê cho cha nê rương ở vầy mũi tư căn nạ đặt tấy xong bà xâm liệt bàm bẹp bò xò chế bò tê chê ແນ່ອ້ອມມີສະຕ្រូវຕັ້ງຫຼາຍຕັ້ງປວງຖືឲ្យគ្រោះមកជាលៀបវិញ បាទថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំវកបាទរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកបាទហើយនឹងមានលេខសំណាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចកាន់តែល្អប្រសើរជានោះទៀតនោះគឺលេខសំណាង 289ពងយ៉ាក់ប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងបានរួចផុតពីសេចក្តីសែងមងទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានពីពេលមុនមក ខណៈពេលនេះដែរលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកនឹងកើតមានឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញរកស៊ី ផលចំណេញដែលទទួលបានអាចនឹងសន្សំទុកដាក់បានច្រើនចំណែកបញ្ហាស្នេហាតែមានចំណងមេត្រីភាពគ្នាយ៉ាងល្អល្អសិតរមុតតែម្ដងបានអញ្ចឹងឆ្នាំវកថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែនបាទលៀបជ័យហូចូលគ្រប់ទិនទិវាត្រីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកក្នុងថ្ងៃនេះគួរតែស្រស់ស្រួលឬក៏បញ្ញាបញ្ញាធ្វើការងារទាំងពួងដែលយើងថាប្រុងនឹងធ្វើនោះឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតែនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នា
ในชั้นนำรักการเรศในทั้งไงใส่ในมันอ่อนที่สำหรับบองโพนคือสุดจ่อยอย่างคลังแต่มาดอง
แต่ก็บารมีจมูกนั่งริใสสระจ๊อกคือยืนบานทื่อในเล็กสำนางบานยังเป็นเล็กสำนางดำไปยืนยืนในริใสดับบ่อยยืนเอาหล่อประสาหลังมือบิ้งจมูกนั่งป้อนในไอแต่เจ้าชนะออมเมสตรีต่างหลายต่างพวงบานเล็กสำนางระบบบองโอนในทั้งไอสายนี้คือเล็กประมวยรอยจัดมวยบานสำหรับบองโอนในการชนะประกาศริใสมันหล่อในทั้งไอสายนี้สมคำมันเล็กประมวยรอยจัดสมวยให้สมเสียวิดีโอนี้ดัดเล็กประมวยรอยจัดสมวยรวมจมวยนังปอสำนางได้บองโอนปลักหลังมันนังจังดำนาตือติธานเดียนี้นิเยสได้การเงียบมันตรีริชกาติงโจลุจังริกอกระลองมันตรีริชกากลาบัญชีไอ้นางยันฮะสมไปเอาปอประเพยบาจีไอแต่เจ้าชนะอเมียสตรีตั้งหลายตั้งปวงดำใบกายปลายวิชนาระบอบองพอนปีครัวมอกเฉลี่ยบิงจังบองพอนคอมเพล็กคำมันเลยประมวยรอยจัดมวยจะเลยสำนางให้นางเสียวิดโอในเชิงเต้ดัดเลยประมวยรอยจัดมวยประตอมอกบองพอนปลักลางบนนางจังดำนาแต่ติธานเนียนเนียนเยสได้กิจการเงียบมันตรีริชกานางยันฮะสมคอมเพล็กเปียไอ้ปอบประเภทมนังจังดำนาเตยสมรงจำสันดำดูต่อเตยบาดชนามรกาสำหรับบองโอนได้การชนามรกาเทียดได้ปงยะโปรเนื้อขนมทั้งไงนี่ริใสสดเจ้ายางตัดได้ตะมดองบาดมันใส่ละออตีได้การชนามรกาในทั้งไงนี่ดำนาจิบประจำทั้งไงเนื้อขนมทั้งไงนี่ได้ดำนาจิบบัดลูกเนี่ยมันละออตีมันละหายประจังทัวไว้มวยสำคัญบาเปบาปัญญาเปบ้านก็ลอภาษาได้บาบรรทาตตีนากองตราหรือก็ตะทเวไอเต้หรือก็ยังใจดำนาตนากระได้บัสันไทยนั่งมันไอเตอร์บ้านที่กรมเตอร์ผัวเบียร์ดิไซมันลอเตอร์ก็อัดบานพอได้ไอยังเป็นปัญหาดอกขลุ่นเตี้ยพร้อมจังแนวรวมดำนาจมวยบันจังเยอะกับมาตอนเตยของไทยนั่งะจำในกิจการเงียดลายในของไทยในวิ่งการประกอบการเงียตายเมียนปัญหาดังเสียหายไปเสียไอเมียนตุ่มนอเปียสัมได้จมวยนังมนุษย์บายครูนมติดบรรทุกพองการเงียดังเสียเพื่อไอกรมบ้านเตอร์ดอกหลายเถื่อการสปอคสมานเปียคละไอหนึ่งแจกกำพังเตอร์เรือเนี่ยจุดครูนเตียดจังเวียจีปัญหามวยได้เพื่อไอลูกเนี่ยเมียนพอลปะปอลเสียอาดำอย่างจานจังบัสันจีอาเยิ้งกลัวแต่กรมปราบเพียสัมได้หรือก็มันจะจะทัวร์การที่ไงนั่งก็ยังนั่งพิจารณาธรรมดาอันเต้จมกรปปุ่นหรือบองโพนเยี่ยงในเลียนเต้บางยังเต้เมียนแต่การทางธนาหรือก็อันจัดหรือก็เมียนปัญหาด้านดัตเตียนการทัวร์จำนวนจวนโดนประกอบบอดอกซีจวนโดการรบพอลกำไรมันเตยหลบหล่นไล่บาปมโนเต้ประหยัดบัตรได้เต้ตลาดมักจะเวงบาดยังรอมลมมตะทงทั้งไงนั่งบัสนาจิลบลนเปย์อันหนึ่งขาดบังไปคลับบัดต่างดามบัดต่างจ้องตลอดมาพิจารวิ้งเตยหมดนับพิจารเตียดอันเป็นเลยจบพิจารจังยังเตยถือไว้มวยกึศกู้พิจารณาบัญชบัลล้อทั้งไงนั่งบัสนาจิไอ้กรมถืออายสาประดอยไงนั่งบ้าจ่ายติดตุ้ยบานจำในปัญหาสนาหาเว้นสเปียร์นพิจารณากรมหลักกระมมเมียนกาบังกอการทนันทนะนังเพียบเหนื่อยนายเพลย์จัดจานบาดเนื้อเปย์ได้มันเนี้ยมันเนี้ยมีเพียบกระทำเงยกระต่ายหรือก็อสังเคราะห์หรือก็ทุ่งทับในขนมอารามันมีสัมปันเพียบสนาหาจมวยขณีหรือก็เพียบศาสนาจมวยขณีเต้จังเวียนมีการสังเกตดักขณีมันติดมันจุดได้ตายก็มันจะปัญหาไปเต้ในทั้งไงสายเนี่ยต้องลงเนี่ยนางบานเพียบริจีสบายบินหายบาดเอาแต่มีทั้งไงสายเนี่ยเรียยังเธอแต่มีสังเคราะห์จังสำหรับเนี่ยในการชนะมรดกในทั้งไงนี้กูแต่ประหยัดประหยัดยังมันเต้นบานบาจิจงกรณีขยมบาทสมประสิทธิ์ปอใจสไรสุสไดใจยังก็เลือกติดจัดบองโอนได้การชนะมรดกในทั้งไงสายนี้ประกอบการเงียบอย่าไว้บานสมรัยโดยจะได้พัฒนาคอมพลีทเสียวิดโอในจังเตอร์ได้เลยประมวยรอยจัดสมุ่ยเจริญนำสำนักกายปลายจุกวิสนาระบบบองโอนปีกรูมักลิบให้นั่งปรกลางบนนั่งจังดำนาติดติธานีนี้ในเยสไดการเงียบมันตรายริชกาติงโจลุ่ยจังกงตราได้ทลีเอ็นังยันนะสมคอมพลไปเอาปอประเพยบาดมันนังหาสดในเยตะกันนักพมพ้องระบางเจมวยหรือก็เพียกีมาแข่งทิศกิมือมาเยืองม้ามีนดึกเปียสสโลดโบสลายรอบอันกัวไออันนัดเกนังเถื่อตามเอาไว้ได้เยืองบานสำนมโปหรือก็ปราบตะเกหายจังสมสกได้พัฒนาระบอบบองโปในทั้งไงสายนี้ประกอบตะได้จกใจสดสุสดใจมังกุลพัฒนาใบใบบานสมรัยดูสิกได้พัฒนาบ้านสำหรับบางปอนได้การได้ชนำจอในทั้งไงสายนี้คือได้ใส่ขั้วตรอดได้แต่มาดอง
បានប្រកបការងារអ្វីៗតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរិស័យខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាយតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកងត្រាកលាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរង់ចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដាច់តែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងបងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដែលសារដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉ោះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគាប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសេចក្តីពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាយតេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្តីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណូមពរដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយុសសេរីសុស្តីចៃយមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុររាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិនចុះមិនឡើងទេគឺរាសីមធ្យមបាទរាសីមធ្យមមិនចុះមិនឡើងទេតែយើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខនាំហុងស៊ុយធ្វើឲ្យបងប្អូនពីមធ្យមទៅជាល្អវិញបាទជាមួយនឹងពណ៌សំណាងឬក៏ពណ៌តេជះឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលធាតុពងមនុស្សស្រីនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមខមមិនលេខ665ដែលជាលេខនាំសំណាងបាទហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ665ជាមួយនឹងព្រឹកឡើងបាទថ្ងៃស្អែកឡើងលោកអ្នកមុននឹងរៀបចេញចរយត្រាទៅណាមកណាកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់បាទកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ទឹកប្រាក់មុននឹងចរចេញយត្រានិយាយស្ដីទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនជាមួយនឹងការលក់ដូរទិញចូលលក់ចេញឬក៏ប្រឡងមន្ត្រីរាជការឬក៏កងត្រាអ្វីមួយចំពោះអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំសំដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេហើយត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលមកពីចម្ងាយបាទអ្នកដែលបោកយើងមិនមែនប្រកាសថាអ្នកនៅចិត្តយើងទេតែឆ្ងាយក៏អាចបោកយើងបានដែរអញ្ចឹងអ្នកចិត្តក៏បោកអ្នកឆ្ងាយក៏បោកយើងចង់និយាយពាក្យមាត់ថាមិត្តស្រួលទប់ទល់សត្រូវស្រួលទប់ទល់តែមិត្តផងសត្រូវផងគឺពិបាកទប់ទល់ណាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រយ័ត្នមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបាទពិសេសខែចាញ់បោកគេគេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅចំពោះបញ្ហាការងារដល់ឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរការប្រកបការងារពុំសូវមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទេគឺដូចតែសັບដងចឹងពីម្សាមិញមិញថ្ងៃនេះគឺចឹងឯងមិនមានបញ្ហាទេតែឃើញថាមកម្សាមិញវាអន់ថ្ងៃនេះក៏វាខនបានដែរយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរនេះទេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីបន្តិចទើបអាចជៀសផុតពីចំនួនណាមួយកាត់ឡើងជាមួយក្រុមមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនឬសំបីតែមនុស្សមកពីចម្ងាយ
វាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់អ្នកដែលជាការរកស៊ីវាសំខាន់ទៅលើសម្ដីគេថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងធ្វើចំនួនជាមួយនឹងអតិថិជនឬក៏អ្នកមកពីចង្ងាយអីវាដាច់ម៉ោយហើយបាទឬក៏អាចនឹងមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអ្នកលក់ដូចគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចរឿងសម្ដីហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាគូក្រងប្តីប្រពន្ធគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីនោះពុំសូវយករឿងចាស់មកកុំសូវយករឿងចាស់មកនិយាយច្រើនពេកវិការចំនួនវិវិតរស់នៅមិនល្អទេបាទវាមិនសុខសាន្តណាគេថាគូដេកកុំដាស់រឿងចាស់កុំរំលឹកអញ្ចឹងរឿងណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍កន្លងផុតទៅហើយគូកុំរំលឹកវិញបាទយើងព្យាយាមរំលឹកនៅអតីតកាលណាដែលល្អល្អអតីតកាលណាដែលមិនល្អយើងបោះបង់ចោលទៅបើមិនអញ្ចឹងទេលោកអ្នកនឹងផ្ដល់នៅផលវិបាកឬក៏ឆ្លោះតោះតែងគ្នាមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដោយសារតែយករឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយកមកនិយាយដដែលដដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីកាយវិការឬក៏រឿងចាស់អីហ្នឹងកុំយករំលឹកឲ្យសោះនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់ជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុលនេះខ្ញុំបាទសូមសេចក្តីពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចស៊ែរវីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ665ហើយនឹងព្រលឹមឡើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាកុំភ្លេចពាក់អាវទឹកប្រាក់ដើម្បីជាអាយជាពរលើកសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបាទសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់សំដាប់ហើយហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទេដើម្បីមានជោគជតារិស័យថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហោចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់លបីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា